Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang sẽ làm tiếp tục cái video đi câu cá tại khu rừng Sác Cần Giờ. Hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp phần 2. Nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Lôi không? Dạ, bỏ còn quăng gì hết. Neo xong rồi. Bỏ xuống. Con trùng nó hoặc là tôm. Chứ nồi phao á. Nồi phao mà móc tôm sống với tôm đất sống á. Nè nè, nó tôm. Xíu tôm sống á, mà câu cá chẽm. Câu cá, câu cá đi nổi. Quá trời cá luôn. Đó tại nước mới dẫn nãy thấy gì già đi ghê không? Ở đó nó ăn đó. Chưa ra nó đẻ à. Đây, những nhân vật đi. Ngồi vỗ lãi câu nè cả nhà. Nó ăn là cái chuông lóc 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 lên bụng. Vậy. Công công cần câu luôn rồi. Chắc là phải ra thì đâu giữa sông sáng kìa quá. Miết cái chuồng kêu liên tục á là không bao giờ xảy giống như trên mình câu cá chê đó. Két cái lại rẻ. Chốt. Trời dính con cá nè cả nhà, dính cá vàng luôn nè. Xây xây qua coi cái mình nó coi. Rồi cá vàng luôn. Quá trời đất. Ăn nó ngủ dưới gì á. Rồi. Dính rồi đó. Dính không? Đó, đó nó nữa. Ồ, đây. Cái con cá sủ con nè. Cá sủ á. À. Vàng nè. Hôm nay câu được cá sủ vàng luôn cả nhà ơi. Đây. À. Trời ơi nó giải mà nó tét mà cái máy mắt ngô hết luôn rồi. Chì bự quá mà. Coi không nổi. Trời. Cá lớn nó đập nguyên giữa hết nửa tôm nè. Đây, hôm nay đi câu cá với chúng cá vàng không? Cá vui hơn á. Rồi cho chị đi xuống đi. Dẫn cho đi đâu luôn. Ăn ngủ luôn chứ không chịu lên luôn, không chịu nghỉ luôn, thiệt tình. Nửa tôm tôm nhỏ chút. Nó ăn là làm không kịp nó. Biết sao nó cắn được không? Vỏ cứng quá. Còn móc con sống mẹ đi. Móc con sống nữa luôn ơi, móc luôn con một con tôm sống luôn á. Tôm sống cái vỏ nó cứng không ăn. Trời ơi, ăn hết. Còn móc tôm chết gì cái nó ăn á, móc tôm sống luôn á. Tôm sống nó bơ hả? Cá ngát mà câu tôm sống nó ngon lắm. Thì khi thấy mình cũng thấy móc mẹ luôn con đi tôm sống á. Rồi. Dớt cái gì cái tẩm này vậy? Cái chuông. Rồi bay chuông luôn rồi. Bay chuông rồi. Không. Nãy đúng rồi, đi rồi giờ mấy chú này nói đừng có sợ gãi. Cá to chứ cá nhỏ nhỏ này gãy biết bây giờ làm gì có cá nào mà gãy thằng cần nổi đâu. Không, cái cần lóng á mình chơi không biết ý nó là nó gãy á. Nó là cần hộp mà cái lóng đó, nó không có chắc. Rồi bây giờ mà có ăn đi nữa cũng không biết có cá hay không. Giật cặn. Cá bự không? Nặng tay không? Nặng tay à các bà con. Nặng lắm hả? Cá được không? Cá được chưa chú? Chị nhẹ mà. Chị nhỏ mà. Mà đi con dở đâu cần lên.
câu đừng có xả cái đầu xuống đầu vô nó dãy là đi luôn. Cái nào? Trời con chưa sóc á, con kéo mà con có giật. Con, khi con còn quay lên nó còn giật cặn cái ổ quay. Sảy à, hai cần dính còn cần sảy nha cả nhà. Kỳ này dính cái coi. Đó, ra giữa xong luôn. Nhít vô. Sâu mà. Có. Qua đây ta. Sàn qua đây ta. Sàn qua đây ta. Rồi nó nữa, cá vàng nữa. Bữa nay chúng bánh rồi, nay chúng ổ cá vàng rồi cả nhà ơi. Cái này cái gì vậy? Sàng, câu sàng. Cái sủ á. Cái sủ sao nó vàng dữ vậy ta? Cái lù đù á, cái cá lù đù á. Cho bà tao cô bác coi đi. Nè. Để chú quăng cái cần của con trước rồi. Cái vàng nè cả nhà. Bữa nay chúng cái vàng quá trời luôn. Ba cây, ba em cái vàng rồi. Cá cỡ này gãi cái gì? Tủm. Wow, hôm nay đi khai trương câu ở Cần Giờ dính cá vàng cả nhà ơi. Quá trời. Năm nay chắc Phú Khang làm ăn được nè. Ngày đầu khai trương câu quá trời cá, ngày hôm nay trúng cá vàng. Nó ăn cỏ vàng mà nó nhịp nhẹ đúng không? Coi chừng qua cái bùn dừa nó tới. Nó dừa. Nó cột chỉnh chứ hả? Rồi, thôi khỏi luôn. Mồi phải không? Mồi phải không? Trùng hay là tôm? Tôm luôn đi. Rồi, cá vàng nữa. Ăn tôm. Nguyên con tôm mà nuốt. Chà. Coi như là bữa nay dính cá vàng rồi không rồi cả nhà ơi. Ổ cá vàng luôn cả nhà. Quay. Rồi. Tôm mình mất hoài. Từ cá vàng. Coi chừng dính cá bự á. Ờ, giống như cá mà đang miết á. Hấp dẫn rồi. Không. Sao vứt nổi. Đứt dây con á, còn dây cái khó thứ lắm. Thì chú làm trên lớn dưới nhỏ mà. Bự không? Cá bự không? Trời ơi. Bự thiệt luôn á, mở bịch bự quá bà con. Cái bịch quá bự. Hình như nó hết mồi luôn hay gì rồi. Hết mồi luôn phải không? Trời, cái bùn dừa kìa. Quá trời bự luôn. Cần này mới thả xuống ở quốc liền luôn. Tủm. Hết mồi luôn rồi. Câu tôm. Trời ơi. Nó vừa vô không nổi. Tôm con này luôn cả nhà. Cá nào ăn tôm này. Xé thịt ra câu đi. Con già cậu mỗi cậu có mấy con. Bé tôi bự xé đi. Hello cả nhà, bye bye cả nhà. Giờ tối rồi, giờ về cả nhà ơi. Hôm nay Phú Khang đi Cần Giờ câu cá. Quá trời cá luôn, trúng ổ cá vàng luôn cả nhà. Phú Khang xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn.